Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình quay cái video này để chia sẻ với quý vị và các bạn cách thay cái vòi nước ở cái chậu rửa bát trong gia đình. Đây là cái vòi nước nhà mình bị gãy đây. Sau một thời gian dài sử dụng thì nó đã bị rỉ sét và nó gãy rồi. Mình phải mua cái mới để thay. Thì để tháo ra thay thì các bạn lấy một vỏ lết À, có một lưu ý là trước khi các bạn dùng mỏ lết, các bạn tháo cái đai ốc này ra thì các bạn phải khóa cái van tổng của nước trước khi nó vào đến cái củ của cái chậu rửa bát này nhé. Các bạn phải khóa cái van này. Sau khi thay xong thì mình lại mở van ra mình sử dụng. Nên như cái vòi của nhà mình thì là mình dùng cả nóng cả lạnh, cho nên là mình phải khóa cả cái van tổng nóng và van nước lạnh vào trước khi mình tháo ra. Các bạn lưu ý cho. Khi các bạn tháo được ra như này rồi thì các bạn tiếp tục tháo cái đai ốc để chúng ta thay. Cái này các bạn dùng cái mỏ lết vặn, sau đó vặn tay ra, sau đó các bạn dùng hai tay các bạn rút nó ra. Sau khi cái đai ốc nó ra rồi thì các bạn rút ra là nó sẽ ra. Nước là được. Thì mình lại dùng tay, sau đó mình dùng cái mỏ lết mình vặn. Các bạn lưu ý là ở trong cái cần và cái củ của cái vòi nước này thì nó đã có một cái răng cao su rồi. Thế cho nên là mình vặn vừa tay thôi, không cần vặn quá chặt nhá. Vặn mạnh quá có khi lại vỡ. Các bạn chỉ cần vặn vừa đủ là được. Việc thay cái vòi nước của mình đã xong rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy video có ích thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ và like để ủng hộ miễn phí nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.